Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 20 trang 12 sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở bài 20, nhận xét sự đúng và sai của kết quả sau: x bình cộng 2xy cộng 4y bình bằng x cộng 2y tất cả bình phương. Thì ở đây để nhận định được là xem là cái kết quả này đúng hay sai thì cô sẽ tiến hành biến đổi vế phải về vế trái nha các em nhé. Bởi vì vế phải của chúng ta đây là bình phương của một tổng rồi thì chúng ta sẽ biến đổi cho dễ dàng hơn. Vậy thì ở với bài 20 thì cô sẽ có như sau. Cô có là x cộng với 2y tất cả bình phương. Lúc này áp dụng hằng đẳng thức số 1 đúng không? Bình phương của một tổng thì cô sẽ được này. Ở đây là a bình, a này đồng của chúng ta đóng vai trò là x đúng không? B đóng vai trò là 2y. A bình tức là bằng x bình cộng 2 nhân với ab tức là cộng 2 nhân x rồi nhân cho 2y. Và tiếp theo đó là cộng với b bình. B lúc này của chúng ta là 2y này. Nhân cộng với b bình sẽ là cộng với 2y tất cả bình phương. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ tiến hành thu gọn. Nó sẽ được là x bình cộng này 2 nhân x nhân với 2y. 2 nhân 2 là 4 đúng không? Nên số này sẽ là cộng với 4xy. Rồi cộng cho 2y tất cả bình. 2y tất cả bình thì sẽ là 4y bình phương. Đến đây các em có thể nhận thấy ngay được là vế trái của chúng ta chỉ là x bình cộng 2xy cộng 4y bình thôi. Nhưng mà đây của chúng ta là cộng với 4xy đúng không? Nên đó do đó kết quả đây là một kết quả sai. Đến đây chúng ta sẽ kết luận được đó là do đó kết quả đó là x bình cộng 2xy cộng với 4y bình bằng x cộng với 2y ở đây tất cả bình phương là sai. Rồi. Vậy đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong bài 20 trang 12 sách giáo khoa toán 8 tập 1.